Anh ấy sao anh bỏ con chim này và cái vàng nó cho anh coi. Không bài luôn á. Quá, chào các bạn. Con gì đây? Đó, chim mới lụm được em này. Ồ. Đại bác à? Tây Nguyên. Hỏi rớt mẹ. Đó. Con này mấy năm tuổi? Con này cũng chắc cũng khá rồi. Lâu rồi. Mặt nó này. Thức ăn của nó đây chứ chưa? Đó đó. Cái cầm cái chừng bay quá nghe cho. Đùi đỡ ha. Đây con thứ này coi. Chỉ tới nắng. Cái này dài tầm mét không cho? Sải cánh mét không? Đó đó. Chị đo thử nha. Đo thử nha cho. Cây này bao nhiêu? Một cây đó hả? Cái đó cũng phải hết. Anh trai mà em đo thử anh trai. Đây lấy khẩu ra em đo thử cho. 1 2 3 khẩu 10 rồi. 4 đu 5 mét rồi nè. Mét rồi đó. Mét 2 4 mét 4. Mét 4 hơn anh trai. Xải cánh ra hết ha. Kinh ha. Từ từ quay cái mặt nó các bạn nhìn đây này, nó đang ăn này, nó ăn cá này cô mê à. Cái này cũng cá rô phi. Dưa hồng không phải dưa hồng đâu, đủ vẫn còn ăn nữa chứ. Dưa hồng làm gì có gai nhọn nhanh chói nè. Cá này dưa hồng, dưa hồng đâu, cá rô phi, nhưng mà nó là cái con này nó màu này. Ăn nữa đi. Đó, hôm nay rất là hên bắt được một con. Có chân anh chơi, có chân thử anh chơi. Đây, cặp chân của nó này. Cái này mà để nó bóc vào một cái thì thôi lủng thịt. Đấy. Cặp chân nó này. Ghê không? Khoảng ký rưỡi không anh cho? 2 ký hả? Đó, tại lòng anh mình chiếm cái dừng bán nghe cho. đã quá đây, quay mình cái coi, quay mình vô cái coi đó. Rất là đã. À, cuộc cảnh nó lại là tính chí ơi, nó bay hả? Phát thì anh kích rồi. Anh cho đừng có cầm vậy. Ngon quá, nó lấy cái chân nó bấu vô một cái là lủng thịt lên cho nha. Cầm kiểu này á. Hả? Tao sợ nó bấu vào tao, nó mổ phát. Thôi kiếm thêm con nữa đi chứ. À, thêm con kia làm con kia đi. Thôi đúng rồi. Đúng đẹp luôn chứ. Đó, nhìn cái sải cánh của nó nha, anh cho cầm cái sải cánh kia bưng ra ngoài coi anh cho. Sải cánh coi. Wow. Nó bay như thế này thì con chim nào mà mày dám ở đây nữa. Hả các bạn. Cho cầm về đi. Trời ơi. Hả các bạn nhìn thấy nó không? Đó. Nó mà nó sải cánh ở cái khu vực này thì các bạn nghĩ coi, nãy đậu đây này. Các bạn nghĩ coi nó con nào mà dám ở gần nó nữa. Nó chùm. Ủa như nãy. To gần cái đầu anh chói. Cột cánh cột chân rồi. Không bay được nữa rồi. Ừ. Ủa, đây có cái bịch mà ta. Kiếm cái bịch hả? Bao để đựng đại bàng. Tôi tự bao để đựng đại bàng. Anh nghĩ sao anh bỏ con chim này vào cái bao đó cho anh coi. Nó làm gì? Nó làm gì cái vụ mà ở trong cái bao đó được, nó nóng nó chết, với lại nó cái chân nó bấu cái là rách cái bao liền. À, giờ không biết bỏ ở đâu phải không? Anh trai cứ làm gì đi. Giờ sao?
treo nó lên đây đi thì nó sẽ để cho đây cho này, để nằm cho đây đi. Hè. Sao? Nó ở đây này. Ừ. Còn nó đó hả? Còn nó vậy hả? Chết đâu? Hay trở về đi. Trở về bỏ bỏ chuồng đi, bỏ bỏ chuồng gà đi. Ok, mình trở về ha. Móc nước vô đi, anh ôm nó đi. Rồi ok, rồi chị chở nó về đây. Rồi các bạn, chị đã hộ tống em nó về nhà rồi và đang cho vào cái chuồng bìm bịp của chị. Đó, cho đỡ vào cái chuồng này. Và em nó hiện tại giờ đang đứng cái thế này. Chị đã che hết lại rồi. Nếu mà không che lại thì chắc mấy con chim chú bể hết rồi. Đây này có chú bìm bịp cái này nhưng mà sợ chú này thấy nên là đó. Và con bìm bịp mồi thì lại cho qua đây. Đó, em bìm bịp của mình thấy sao lông gì mà sơ sát chứ ta? Sao lông sơ sát chứ con? Con nhìn cho thấy ghê ghê vậy. Ừ. Mình bị về thấy mấy con chim này tái khói à. Được cái cây này bỏ ra đây nè. Cây nó bỏ thấp xuống dưới lên trời ạ. Bỏ ra đó. Anh cho bỏ lên cho. Để ra thế nào? Dạ, ông định ra tí đi. Cái chuồng này quá nhỏ so với em đó. Em mới đứng trong chuồng giang đôi cánh mà chưa hết lực được. Trời, cái cây này vứt đi chứ. Lấy cái cây, rút cái cây ra anh cho hè. Rút cây ra. Rút cây ra. Wow. Đây này chú nuôi gà nước. Gà nước này cũng rồi quắc. Nhảy thế này nhảy tiếp tung sợ. Đó. Đó. Ok, chào anh em nha. Đấy.